Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 25. Vì thấy hôm nay những đức chọn cái miếng vải màu vàng, có một cô Phật tử, cô cũng rất là quý mến mình. Cô qua bên Ấn Độ và hình như là thỉnh được ba sắc vải mà giống như y của Phật, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Xong cô rất là quý mến Nhân Đức, cô đem về cúng dường tặng cho Nhân Đức một miếng y của Phật. Nên cũng quý đến cái tâm của cô. Nhân Đức tròn lên và chia sẻ bài pháp ngày hôm nay. Vì biết rằng là mọi người chúng ta nhờ giáo pháp của Phật mà mình nghe được giảng dạy. Nên nhiều người chúng ta từ khi gặp được Phật pháp, giống như mình được hóa giải rất nhiều cái khổ đau trong cuộc đời này, nên tâm biết ơn Phật rất là lớn. Như bản thân Nhân Đức thường nói, nhờ Phật pháp mà cứu cuộc đời của Nhân Đức. Nên cả đời của mình rất là trân quý Phật pháp. Dù là lời của Phật dạy bản thân mình làm chưa được bao nhiêu, nhưng tâm cung kính và biết ơn Phật rất là lớn, chân thật hết lòng với khả năng của chính mình đem cái giáo pháp của Phật để giới thiệu. Bản thân của Nhân Đức, quý vị cũng thấy Nhân Đức cũng hết lòng hết dạ đem pháp môn Tịnh Độ giới thiệu. Nên có khi Nhân Đức cảm nhận rằng mình rất là hạnh phúc khi mình được mỗi ngày niệm Phật và đem pháp môn niệm Phật mà chính kim khẩu của Đức Phật khai thị cho chúng sanh thờ mạt pháp được lợi ích vô cùng. Chư Tổ Sư cũng nói rằng là nếu như Đức Thế Tôn không khai thị pháp môn niệm Phật thì chúng sanh trong thờ mạt pháp của chúng ta không thể nào tu pháp nào mà một đời có thể thành tựu được. Giáo pháp của Đức Phật thì có thể một đời thành tựu hết, nhưng mà khả năng của mình làm được. Những cái pháp tự lực là mình làm được, chỉ đúng pháp môn Tịnh Độ này. Nên quý vị để ý, cái thời cuộc này người niệm Phật rất là đông, tại vì đã đi vào thời mạt pháp cũng xa, nên người niệm Phật càng ngày càng đông. Giống như pháp môn niệm Phật giống như là rổ mé. Nhưng cái người mà để chuyên nhất hoàn truyền Tịnh Độ thì ít, chuyên nhất thì ít. Nên mỗi người chúng ta tu Tịnh Độ phải càng gây dựng mỗi ngày, gây dựng cái tín nguyện thật là kiên cố để tu pháp môn niệm Phật. Quý vị coi những cái pháp hội lễ viếng Quan Âm chúng ta vừa tổ chức xong, số lượng con người không tưởng tượng được quý vị.
máy bay mà quay phim mà bay, nghĩa là bay mà thoải mái luôn, thì bị biết cái lượng người cỡ nào chứ. Lượng người rất đông. Nếu cái lúc mà vào cái pháp hội, khi đi vệ sinh, không biết đi đường nào đến chỗ nhà vệ sinh, vì con người quá đông quý vị à, đông không tưởng tượng được, đầy kính đó. Nên mỗi lần mà tổ chức một kỳ lễ vía là bản thân những đức càng tăng lên tín tâm tín nguyện, và người trong chùa càng tăng thêm tín tâm tín nguyện. Vì sao? Vì một người quá bình thường như mình, chỉ có một câu Phật hiệu chẳng thật niệm, mà bao nhiêu con người có thể được lợi ích. Và bây giờ rất nhiều gia đình người ta áp dụng cái thời khóa tu của chùa mình, từ niệm 6 chữ tới 4 chữ. Rất nhiều người, vì cái thời khóa của mình đưa ra, rất nhiều người nói rằng chúng con tu được. Và từ khi áp dụng tu tới giờ, chúng con thấy rất là an lạc. Tuy thời khóa tu ít nhưng gọn, quy nhất và chuyên nhất, kết quả rất là lớn. Gặp rất nhiều người quý vị, họ cảm ơn. Họ nói nhờ những bài chia sẻ Phật pháp đơn giản mà họ lại gỡ ra những cái phiền não, khổ tâm đủ chuyện. Nên chùa mình bây giờ mỗi lần mà tổ chức một chương trình lễ vía là đông dữ lắm. Rồi lay quay những đứa sẽ tổ chức chương trình khiếm thị. Khiếm thị xong rồi lay quay rồi tới ngày Phật đản. Chùa mình thì cứ cuối tuần thứ bảy chủ nhật Phật tử gì về càng ngày càng đông. Và những đức cũng khuyên tất cả những vị trưởng đoàn dẫn người ta đi tu. Những đức nói rằng là người ta đi đến chùa ngày thứ bảy chủ nhật giống như là nó tích tụ nguồn năng lượng rất cao quý vị. Quý vị coi, rất nhiều ca sĩ đến chùa mình ai cũng cảm giác rằng ở đây sao năng lượng cao quá. Có người sống năng lượng quá cao. Vì sao? Vì sao năng lượng của họ cao? Nhớ Phật niệm Phật. Quý vị nhớ nè, chúng ta khi vui thì sắc diện của mình đẹp tốt. Mình vui là mình thành công được một cái gì, mình mừng mình vui, hoặc mình được như sở nguyện mình một cái gì, mình rất là vui, sắc diện quý vị rất là tốt. Còn nếu như quý vị nhớ Phật thì cái tâm thiện quý vị nó phát triển rất là tốt. Mà cái tâm thiện, tế bào quý vị phát thiện, gương mặt quý vị rạng rỡ lên liền. Cái từ trường của quý vị tuyệt vời lắm, năng lượng quý vị tràn đầy. Người mà thường nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc thì năng lượng rất tràn đầy. Khi nghe như vậy cái là niệm A Di Đà Phật. Một kỳ lễ vía Quan Âm Bồ Tát thôi, mà quý vị biết rằng là máy niệm Phật những đức tặng ra mấy chục ngàn chiếc máy niệm Phật, là mấy chục ngàn con người đeo máy niệm Phật. Còn chùa mình máy niệm Phật mà đưa ra không biết bao nhiêu mà nói, máy nghe pháp đưa ra không biết bao nhiêu mà nói. Những đức hướng dẫn quý vị, người chưa biết niệm Phật thì phải tặng máy nghe pháp. Người này phải biết niệm Phật, phải nghe pháp, niệm Phật thì mới tặng máy niệm Phật. Còn quý vị muốn tặng người để cho có kết quả là quý vị phải thỉnh máy nghe pháp, người ta nghe pháp xong mới niệm Phật được. Cái chỗ nghe pháp là chỗ cực kỳ quan trọng, quý vị phải nhớ. Có một gia đình này, mấy chị em niệm Phật không à? Đến chùa mình tu tập niệm Phật, dẫn người đi tu. Nhưng có một sự trở ngại một chút, đó là mẹ của cô, bà không có niệm Phật. Nên những đức ngồi suy nghĩ, cái duyên gặp Phật pháp không đồng. Người á thì duyên rất đặc biệt, gặp Phật pháp là gặp được người hướng dẫn. Nên cái khởi đầu cực kỳ quan trọng. Khởi đầu rất quan trọng. Nên mỗi một con người
đừng nên tùy tiện đi quy y. Vì sao? Vì quý vị như một tờ giấy trắng trong Phật pháp. Quý vị thấy người ta quy y, quý vị cũng nhào vô quy y. Quy xong rồi, người đó viết vào tờ giấy quý vị cái gì thì dính vô cái đó. Cái khởi đầu cực kỳ quan trọng. Quý vị có đủ bản lãnh để thoát ra được hay không? Thì người mẹ này không có niệm Phật. Tu mấy chục năm, càng tu thì tâm kiêu ngạo càng lớn. Bà cứ nghĩ rằng bà tu mấy chục năm, lúc bà tu thì số lượng đi tu với bà cũng đông, cả trăm người. Nhưng bà tu giết rồi, bây giờ chỉ còn có mình bà. Mà còn có mình bà mà bà cũng chưa nhìn ra. Mà bà nói rằng mấy người kia yếu nên có mình bà mạnh nên bà đậu. Trước khi bà tu tập, dụng công rồi cũng dữ lắm. Nhưng mà buông ra là chửi người, buông ra là chửi con. Nó tóm lại là hơn hung dữ. Nhưng bà không thể nào tiếp nhận. Bà nghĩ bà đúng, luôn luôn mà nghĩ bà đúng, và không bao giờ cho rằng bà sai. Đây gọi là tình chấp quá nặng nề, khó cứu chữa. Tình chấp quá nặng nề, khó cứu chữa. Một con người học đạo là con người mở tâm lượng ra, một con người biết tiếp nhận cái hay. Thí dụ như bà gặp được Phật pháp mấy chục năm, nhưng chỉ có con số mấy chục năm, bà không hiểu gì sâu sắc là Phật pháp cả. Người ta học Phật càng học thì càng dễ tin, càng học thì càng vui, càng học thì càng nhận thức rằng bản thân mình tu cái môn tu này mình có đi vào nổi không? Mình đi vào không nổi thì mình phải chọn cái pháp tu mình đi vào được. Đức Phật đã chọn cái pháp tu cho mình để mà một đời này tu mình được thành tựu. Đó là pháp niệm Phật. Đức Phật đã chọn cái pháp niệm Phật cho mình rồi. Mình là phàm phu, mình không biết nghe lời, mình không biết tin Phật, mình thất bại hoàn toàn. Đức Phật đã dạy là thờ mặc pháp niệm Phật thành tựu, mà mình không biết niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Quý vị nghĩ đi, mình hơn Phật hả? Đức Phật đã dạy mình rồi, niệm Phật thành tựu, ngoài pháp niệm Phật bạn vô không được. Nhưng tình chấp rất là nặng nề. Có nhiều người như vậy, nghĩ rằng con đường này mình đã đi xa rồi, bây giờ bỏ thì uổng quá. Vậy ai nói bị bỏ? Điều là pháp của Phật. Mình tu mình vô không được thì mình chọn cái pháp mà mình tu mình vô được. Mình làm không nổi thì mình để đây đi. Mình tạo cho mình một cái nguồn năng lực, một cái sức mạnh đầy đủ, rồi mình hãy làm. Ai kêu bị bỏ đâu. Còn nếu như bây giờ một đời ngắn ngủi này mà mình tu mình vô không nổi, mình tu mình không có cơ hội một đời giải thoát, vậy thì quý vị qua một đời này biết chừng nào chúng ta có thân người. Đã nói là thân người khó được, thì bây giờ mất thân người thì biết chừng nào có thân người đây. Nên chúng ta phải chọn một cái phương pháp tu mà bản thân mình có thể áp dụng tốt được thì nó mới có kết quả. Mình tu sao mình càng tu mình càng dễ tích. Nói mà bây giờ mình học Phật pháp, mình tu xong một thời tu mà mình hồi hướng, toàn là hồi hướng cho người thân của mình, cho con cháu của mình, là mình biết mình tu làm sao rồi đó. Trong đạo Phật có câu nói: tâm lượng lớn phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Bạn chỉ biết người thân của bạn, vậy thì làm sao bạn tiếp nhận Phật pháp? Tâm lượng bạn nhỏ quá, làm sao tiếp nhận được cái giáo pháp của Đức Phật? Mà tu gì một chút, bắt đầu là hồi hướng cho người thân, cho con cháu, nhưng buông ra lại chửi người thân và con cháu, cho rằng những việc tu hành của họ là giúp người thân con cháu. Tại sao con cháu người thân lại không nghe lời họ? Bắt buộc người ta phải nghe lời mình. Người ta không nghe
thì lại tức tối chửi người ta, cho rằng người ta bất hiếu. Mình tu học như vậy mà mình không biết mình làm sai, sai rồi. Quý vị nhớ, mỗi lần mình tu hành xong mình hồi hướng tùm lum tá lả âm binh, quý vị có cho họ được hay không? Vì lôi tên tuổi họ ra tứ tung lang thang, quý vị có chia cho họ được không? Vì chia không được thì có vấn đề trở ngại liền. Quý vị thấy những đức khi khóa tu thứ bảy chủ nhật hay lễ viết, cái hồi hướng của những đức là trên hòa thượng xây chùa, kế toàn thể đại chúng, gia quyến của quý vị và chúng sanh quả địa cầu này là cầu an. Đó là cái kết duyên quý vị. Cầu siêu thì thăng bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp là trọn vẹn hết đây. Trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp là trọn vẹn hết đây. Và hương linh thai nhi, chiến sĩ trận phong đồng bào tử nạn, đó là nêu tên vì người ta thích nghe tên người ta. Chiến sĩ trận phong là những người vì đất nước mà chết đi. Anh hùng tử nạn, chiến sĩ trận phong đồng bào tử nạn chứ. Đồng bào tử nạn là cái người mà ở trong cái đất nước của mình. Còn chúng sanh là bao gồm hết tất cả. Đồng bào tử nạn, thập di loại cố hồn là tất cả chúng sanh. Ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, là người có tên tuổi chết, người chết lạc mồ lạc mã, lạc tên tuổi cũng được hồi hướng. Những đức còn thêm cái chúng sanh chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đó, đầy đủ hết trơn. Hồi hướng là hồi hướng hoàn toàn chung, không có bao giờ đọc cái tên người đó, người tên người đó, tên người đó, không có. Nói mà người ta hồi hướng quý vị cũng để ý ra rằng một câu cũng đủ, nhưng mà tại sao lại mở rộng như vậy? Vì chúng sanh thích như vậy. Chứ đúng ra thì nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trở thành Phật đạo là đủ rồi. Nên nhiều người tu học không hiểu, tu một chút xíu thôi là đọc tên nguyên một cái sớ tên ông bà tổ tiên tùm lum tên gia đình dòng họ. Quý vị tưởng đâu đọc vậy là mới được hả? Vậy bản thân mình càng gọn cái nào càng tốt chừng đấy. Cái quan trọng là lo niệm Phật. Cái quan trọng là bản thân mình tu làm sao mà càng tu càng dễ tính, càng tu càng vui vẻ mới là đúng. Còn càng tu càng khó là sai. Sai rồi. Càng tu càng dễ tính là đúng, càng tu càng vui vẻ là đúng, càng tu càng bình tĩnh là đúng, càng tu càng nhìn thấu buông xuống là đúng. Còn càng tu mà càng nặng nề, mặt đen thui thùi lùi, thua ơi, thua ơi. Càng tu mà càng bắt lỗi bắt phải, nặng nề đủ chuyện. Thí dụ như quý Phật tử khắp nơi nhớ kỹ nè, mình là người nghe đạo tin sâu nhân quả, chừng nào chúng sanh đã được độ là họ sẽ được độ. Đừng nên phan duyên miễn cưỡng. Chúng ta chỉ cần đem Phật pháp giới thiệu, họ có nghe được bao nhiêu là tùy họ. Có những người, người ta có duyên với người này, dù người này mình thấy không đặc biệt nhưng mà ta lại có duyên, người ta sẽ thích nghe người này. Có những người, người ta thích nghe người này là vì người ta có duyên người này. Nên trong nhà Phật có câu nói rằng Phật độ người có duyên. Cả Đức Phật mà người không có duyên Phật độ cũng không được, phải gieo thôi. Chừng nào đủ duyên mới độ họ. Nên mình á, người thân trong gia đình của mình cùng học Phật với mình, nhưng mình lại thích nghe người này, họ lại thích nghe người kia. Mình cứ cho người này của mình nghe là rất đúng, người kia là sai, bản thân mình phan duyên rồi. Tại vì sao? Vì duyên của người ta mà mình đi bắt buộc thì có trở ngại. Thí dụ như có những người, người ta rất thích nghe những đức giảng pháp, nhưng người thân trong gia đình quý vị lại không thích nghe những đức giảng pháp, vì giữa những đức với họ không có duyên. Còn có những gia đình thì cả gia đình nghe những đức giảng pháp, vì cả gia đình này cùng với những đức với họ có duyên nên họ nghe. Có những đức nít 3 tuổi thôi mà nó nghe những đức giảng pháp mà mẹ nó chưa bật lên, mà nó nói rằng mẹ ơi bật những bài giảng của thầy lên nghe đi mẹ, để thầy buồn mẹ ơi. Đứa nít 3 tuổi mà nói mà cha mẹ kinh ngạc lắm, không ngờ. Thì bật pháp lên ngồi nghe đàng hoàng ngon lành, thấy không? Là có duyên quý vị.
Nên Phật độ người có duyên là có duyên mới độ được. Nên mình đừng nên miễn cưỡng, đừng nên phan duyên. Nhớ kỹ nè, mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, tin sâu nhân quả. Cha mẹ của mình dù có khó khăn cỡ nào, vừa gặp mặt mình là chửi, vừa gặp mặt mình là chửi, vừa gặp mặt mình là chửi. Nhưng bản thân của quý vị phải nhớ kỹ, họ chửi mình là vì mình đã từng thiếu món nợ chửi. Quý vị đừng bao giờ lo rằng cha mẹ chửi bây giờ thôi khỏi gặp đi, gặp bà đồng nghiệp làm gì. Đã là thiếu nợ mà giờ bản thân mình gặp cha mẹ thì lo là phải lo. Nhưng lo xong họ chửi kệ họ. Bản thân mình làm chồng cũng phận làm con, lo thì cứ lo, họ chửi kệ họ. Mình nói để cho họ chửi, họ mang cái nợ, mang cái nghiệp không phải. Mà nếu họ không chửi thì giữa nghiệp giữa mình với họ không tiêu. Không tiêu ở đây thì tiêu ở đâu? Tam đồ ác đạo. Quan gia trái chủ không trả ở đây thì trả tam đồ ác đạo. Nó còn đáng sợ cực kỳ hơn đấy vị. Nên thà mình trả ở đây phước cho rồi, cho nó xong. Nên mỗi một người tu đạo họ có một cái góc độ nhận thức sâu sắc khác nhau. Nó đi vào từ cái nhân duyên khác nhau. Nên vị đừng đâu bây giờ đặt câu hỏi, hỏi tại sao. Mỗi người họ có góc độ. Cái người có duyên có phước này mình họ nghe là họ hiểu liền. Còn cái người đã thiếu duyên thiếu phước như là dầu ở trong cái đèn sắp cạn, ngọn đèn nó lu mờ thì đâu còn ánh sáng nữa đâu. Mình đi tức tối cái người thiếu ánh sáng thì thật sự mình cũng sanh phiền não. Phật độ người có duyên. Người mà đã nhìn thấy không có duyên, một câu cũng muốn nói. Tại vì sao? Nói ra có khi nó lại chuốc lấy cái phiền não và sự trở ngại, và không vừa bụng nhau cũng không tốt gì. Nên mỗi một người mình học đạo quý vị phải tin sâu nhân quả. Trách nhiệm làm con cứ làm tròn trách nhiệm làm con. Trách nhiệm của mình làm tròn trách nhiệm của mình, hết lòng hết dạ là được rồi. Như vậy thì thật sự mình hiểu, thật sự hiểu. Còn nếu không thì phan duyên. Nên có bà cụ này, từ khi bà gặp Phật Pháp là bà tu ngay mặt tông. Con bà nói bà càng tu bà càng khó tích. Giết rồi, mấy đứa con nói bà sắp sửa giống như điên. Bây giờ thầy dùng cách nào thầy cứu giùm bà mẹ con giùm. Những đứa nói khó. Cái quan trọng là mình chia sẻ Phật Pháp, người ta chịu nghe. Giữa mình với anh ta có duyên. Còn bây giờ người ta không chịu nghe thì sao giúp? Dù có Phật cũng không giúp được. Đúng không? Nên từ nơi đó mà Phật cũng quán cơ nhân duyên chúng sanh như vậy để mà độ. Giống như có bà cụ chín mấy tuổi, có một anh này anh nói một câu: thầy ơi, bà cụ có chín mấy tuổi mà bà còn nhiều cái dính mắt lắm thầy à. Của cái bà chắc bà dính mắt dữ lắm luôn á thầy. Thầy bây giờ thầy nói làm sao cho bà bỏ, bà buông. Nhưng Đức vừa nhìn mặt bà cái như Đức nói một câu nói: bà cụ còn của cải nhiều lắm đúng không cụ? Bà cụ giữ đi nghe, đừng buông nghe. Bà nghe cái bà cười, bà vỗ tay, bà mừng, tiếc mừng. Nghe thấy không? Nếu như Đức kêu bà buông xuống thì trong lòng bà lại nghi ngờ. Thầy nó kêu mình buông xuống chắc cúng dường cho ổng, lại nghi ngờ và nghĩ xấu. Thấy chứ? Thà mình nói như vậy đúng với tâm tư của họ, kệ họ đi. Xong như Đức nói thêm câu nói rằng: sau này bà trăm tuổi già bà viết di chúc lại bà cúng dường cho Tam Bảo, cho như Đức làm Phật sự giùm bà nghe. Bà vỗ tay bà cười. Thấy, thấy chưa? Có cúng hay không cúng, nhưng mà trong tâm bà vẫn thấy à, của mình làm cực khổ, mình phải giữ. Ông thầy không kêu mình giữ, đúng rồi. Mấy đứa con mình nó kêu mình buông, mình ghét nó ghê. Thấy chưa? Tuy là quý vị nói những câu đúng, câu tốt, nhưng mà ta lại không thích nghe. Còn như Đức nói cái câu phù hợp vào cái tâm của người ta đang muốn như vậy, thì đó là Phật Pháp tùy duyên. Nên giống như người ta có thể tu cái pháp tu này một đời, người ta tu không có kết quả, nhưng người ta lại chọn lựa và quyết tâm, thế là chuyện của người ta. Bản thân mình không có được đụng vào. Nó thà làm động nước ngàn sông, chứ không nên động tâm người tu niệm, kệ người ta. Giờ họ tu, họ tu có điên đi chăng nữa, bản thân họ vẫn không chịu nghe lời mình, thì cứ để họ điên đi. Nhiều người xung quanh sẽ nhìn thấy hơn là họ tu phương pháp đó họ bị điên. Còn mình niệm Phật không bị điên, đúng không? Mình duy trì mình đi, để phô diễn cái pháp tu của Phật. Pháp của Phật mà có mặt trái mặt phải hết chứ quý vị ơi. Tùy duyên hết đi thì vị tu sẽ an lạc tự tại vô cùng. Chỉ cần mình có tâm tùy duyên thôi, vị sẽ tu rất là an lạc, rất là tự tại. Còn vị tu mà vị phan duyên là có chuyện vấn đề đến liền. Đừng nên nặng nề.
Cái quan trọng là người chúng ta là người học Phật, là người tin sâu nhân quả. Chờ có sập suốt ngày mai thì ngày nay chúng ta sống cũng bình yên. Như vậy thì quá tuyệt vời. Chờ có ngày mai sập, ngày nay ta vẫn sống bình yên. Thì phải nhớ cái điều này đó, thì giữ tâm quân bình liền. Ngày xưa mình chưa nghe giảng pháp thì quý vị coi, ai chửi mắng mình, mình tránh né họ, nhất là cha mẹ, tránh né họ luôn. Bây giờ mình học Phật pháp rồi, vai trò là lo lắng, trách nhiệm, lo lắng, giúp đỡ, chứ không có bận tâm nặng nề làm gì. Cha mẹ già nhưng còn sức chửi được, còn sức đánh mình được, thì thấy cha mẹ vẫn còn khỏe, mừng giùm. Còn chừng nào mà hết nói nổi, hết biết gì, thì lúc đó quý vị có mong cầu họ chửi, họ đánh quý vị cũng làm không nổi. Nên mọi người chúng ta hãy làm tròn bổn phận làm con của mình. Dù cha mẹ có hiểu lầm mình, la gầy chửi mắng mình, làm sao giải thích được đây? Mọi người có nhận thức như thế nào chuyện của người ta? Bản thân mình hãy làm tròn bổn phận làm con của mình đi. Như vậy thì rất là đúng. Cái quan trọng quý vị làm được điều này là phải nhớ Phật, niệm Phật, tin sâu nhân quả. Nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Hãy cố gắng về Cực Lạc đi thì mới độ được họ. Mình về Cực Lạc mình đầy đủ năng lực trí tuệ để độ được họ. Biết nên độ như thế nào là được. Đó là điều mà gây dựng tích nguyện cả đời, tu sẽ không bị trở ngại. Gặp sự cố gì chúng ta cũng niệm Phật. Đó là cái cực kỳ quan trọng. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị. Tính nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.